ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tôi xin nhắc quý vị về một cái câu chuyện được bản sớ giải của kinh Trung Bộ, bài kinh 137 đề cập đến một vấn đề mà tôi tạm gọi là do tiết của tỷ phú sau khi chết đầu thai làm chó trong nhà con trai. Thì bản sớ giải cho chúng ta một cái câu chuyện rất là đau lòng. Một hôm nọ, Đức Phật cùng với tăng đoàn đi khất thực, dừng chân ở tại nhà của tỷ phú Suba. Thì hôm đó là tỷ phú đi vắng, cho nên con chó trong nhà chạy ra sủa rất là lớn. Và Đức Phật á, bằng túc mệnh minh thấy rõ tiền thân của con chó đó là cha của tỷ phú căn nhà này, do chết tiết của mà phải đầu thai làm chó. Cho nên Đức Phật mới dùng lòng từ bi, dùng bàn tay của Ngài sờ vào được con chó, rồi nói nhỏ nhẹ để cho con chó hết sủa. Sau đó Ngài mới gọi con chó bằng là Tô Đa Di, Tô Đa Gia, đó là tên của ông tỷ phú. Và con chó nghe rất là ngậm ngùi, nó buồn, nó nằm xuống. Rồi Đức Phật mới nói do vì tiếc của tài sản keo kiệt, không bố thí cúng dường, mà sau khi qua đời đó, ông đã trở thành con chó trong gia đình con trai của nhà ông. Cho nên hãy rũ bỏ tâm bỏng sẻn, thực tập và tâm từ bi, rồi mở lòng nhân ái để sau khi quá kiếp này đó, trở lại là con người hưởng nhiều phúc báo mà mình đã có. Con chó bùa bắt đầu đi vào trong nhà, ngày hôm đó là nó không ăn, rồi cũng không có sủa, chủ về nó cũng không có mừng gì hết á. Thì Suba đó là chủ nhà, thấy tình trạng con chó như vậy rất là ngạc nhiên, mới hỏi các gia nhân trong nhà đó, hồi sáng giờ có ai chọc giận con chó không? Thì gia nhân nói là không ai làm gì hết, cũng giống như mọi khi thôi. Thì chủ nhà hỏi tại sao con chó có cái tâm trạng buồn thảm, yên lặng như thế này, khác với mọi khi. Thì gia nhân trả lời là sáng nay đó có đại sâu bông Cù Đàm đi khắc thực, và ông dí vào lỗ tai của con chó nói cái gì đó mà tôi không nghe được. Sau khi ông rời khỏi nhà của chúng ta đó là con chó ra tình trạng như thế này. Suba rất là cả giận, đi đến gặp Đức Phật để than phiền. Bạch Ngài, con nghe nói là Ngài đạo lực cao cường, nhưng không biết lý do sao mà Ngài làm cho con chó nhà con đó là bỏ ăn, bỏ ngủ, nằm ở một chỗ thôi. Con bắt đền Ngài, Ngài làm thế nào để cho nó trở lại bình thường? Thì Đức Phật nói thực tế đó, thì ta không có làm gì đó hết, ta chỉ nhắc lại rằng là kiếp trước, tức là cách đây chỉ có vài năm thôi, con chó chính là cha của ông, một tỷ phú, do vậy tiếc của cho nên mới tái sanh lại trong nhà của ông. Thì ta nhắc điều đó để cho cha ông là rũ bỏ cái tâm tiếc nuối. Thì Suba nghe rất là cả giận, cha tôi mà ông nói rằng là đào thai là con chó, sao ông có bằng chứng gì để chứng minh được hay không? Thì Đức Phật nói nếu không tin đó, thì ông về nhà ở ngay cái vị trí của con chó đang nằm, ông hãy đào lên thì sẽ phát hiện các cái cửa báo mà cha ông còn cất giấu. Mặc dù cái gia tài ông thừa hưởng đó, nó chỉ là một phần thôi, còn cái phần quan trọng nó nằm chỗ này. Thì trở về nhà, ông cho gia nhân đào lên thì phát hiện ra quả thật đó là hũ vàng rất là to. Thì cảm động trước tuệ giác của Đức Phật, Suba đó đã đi đến tịnh xá đảnh lễ Ngài tạ ơn. Rồi theo sự hướng dẫn của Ngài đó, mới chia phát cái số tiền bạc đó cho những người nghèo, rồi bố thí, rồi cúng dường, xây chùa, làm các Phật sự. Thì vài ngày sau đó thì con chó qua đời.
và theo thiên nhãn minh của Đức Phật đó, thì con chó tái sanh làm lại con người để tiếp tục hưởng những cái phước báo mà mình đã tạo dựng. Thì đây là cái phần chú giải dẫn nhập vào cái bài kinh 137 thuộc kinh Trung Bộ. Thì về sau này chuyện cổ Phật giáo đó, đó là diễn giải cái câu chuyện này ra nó ly kỳ hơn, với nhiều cái chi tiết hơn, còn cái gốc của câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Cho nên qua câu chuyện này đó, chúng ta rút ra một cái bài học. Thứ nhất đó, là người tiếc của bủn xỉn keo kiệt đó, là tự làm cho tâm từ bi, lòng nhân ái, tính nhân đạo của mình đó, nó bị chết đi. Nó giống như là cái sợi dây xích chói chặt lại, mà đang cái tiềm năng từ bi ở mọi người ai cũng có trơn á. Chỉ có điều đó là chúng ta cứ nghĩ rằng đó, tài sản mình làm được cho con cháu huyết thống mình thôi. Còn Đức Phật nhìn thấy rất rõ là trong nhiều kiếp sống đó, chúng ta đã từng là bà con, cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em thân huyết của nhau. Cho nên nếu mình có được cái tầm nhìn gọi là huyết thống từ nhiều kiếp đó, thì chúng ta sẽ dễ mở lòng từ bi đối với những người kém may mắn hơn mình hoài con cháu ruột thịt theo luật định ở kiếp này. Và vì tiếc của cho nên sau khi chết đó, ông tỷ phú Tô Đa Di đã tái sanh làm kiếp chó ở trong ngay căn nhà mà mình đã từng làm sở hữu. Thì cái tâm niệm bám vào tài sản của cải và mọi thứ trên đời đó, nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt, nó là bị gián đoạn một cái khoảng thời gian nhất định để trả cái nghiệp gọi là bám víu tiếc nuối tài sản đó. Và cái điều đó là rất là nguy hại. Cho nên trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta là gì? Hãy quán vô thường xảy ra, rồi quán thi thể trải qua 10 giai đoạn để chúng ta dòm góp cái tình trạng là quá chăm lo cho cơ thể này, xem cơ thể này hơn thượng đế. Từ đó mình mất đi cái lòng từ bi. Nên là hãy xem mọi thứ vô thường khi còn sống. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được, bao gồm việc nghĩa, việc nhân đạo, việc từ thiện, việc Phật sự, thì hãy nỗ lực làm, vì vô thường đã đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Điều thứ hai đó, chúng ta phải nhận thức rằng đó, của tặng đi bao gồm cúng dường các Phật sự, tham gia các thiện sự và việc nhân ái là không có mất. Chúng sẽ trở thành nguồn tài sản công đức vô hình theo chúng ta trên mỗi từng cây số của kiếp sống, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Còn đang khi tiếc của đó mà lỡ mà vô thường chết thì tài sản chẳng những không mang đi được, cái tâm tiếc nuối làm cho chúng ta bị tái sanh vào cảnh giới xấu. Cho nên học theo Đức Phật đó, chúng ta hãy tận dụng quỹ thời gian của kiếp người để làm những việc đáng làm. Có tiền đóng góp tiền, có chất xám đóng góp chất xám, có thời gian đóng góp thời gian, có công sức đóng góp công sức. Là chỉ cần có tấm lòng từ bi là chúng ta có thể làm được mọi việc. Thì cái câu chuyện chú giải của bài kinh Trung Bộ 137 nhắc chúng ta về hạnh bố thí để thực tập tâm từ bi một cách trọn vẹn. Nhờ đó, đó trên mọi nẻo đường cuộc sống, khi gặp khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng tài chính quốc gia, khủng hoảng tài chính gia đình, thì đối với những người mà thiếu gieo trồng phước báo, nó có thể bị ngã quỵ, từ giàu trở thành nghèo, phá sản, khánh tặng, tổn thất, mất mát, đau xót, tiếc nuối. Còn người có gieo trồng phước á, thì có thể vượt qua được. Là Phật tử chúng ta phải tin quy luật nhân quả này. Và sau đây đó thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên
để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.